Mình có đặt người ta làm một cái tủ mát để mà nuôi các bạn kiến. Mình đặt cái tủ nó bự hơn đây gấp nhiều lần. Còn cái này chỉ là một cái phiên bản để thử nghiệm, để test xem cái vận hành nó có trơn tru, nó có hiệu quả không, nó có đạt đúng cái yêu cầu mình mong muốn hay không. Mình yêu cầu họ là làm cho mình một cái tủ mà nó có thể đưa cái nhiệt độ nó rơi vào cái tầm khoảng từ 23 cho tới 26 độ để mình có thể chăm sóc rất là nhiều dòng kiến ha. Nhưng mà cụ thể nhất là cái tủ mà Singularis, thì thứ nhất á, là cái tủ này được tận dụng lại từ cái tủ ấp gà. Đây là hai cái bộ bán làm lạnh ha. Ngăn trên mình để những cái tăng nhỏ nhỏ, ở dưới mình để cái tăng bự. Trong này thì cái này là cái phích cắm nó sẽ kim đằng trước đây. Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái lốc làm lạnh á thì cái nhiệt độ nó sẽ xuống rất là thấp, nó quá lạnh luôn, nó xuống 10 độ, thậm chí là hơn nữa, thậm chí là xuống độ âm luôn á. Cho nên là mình quyết định sử dụng cái bộ làm lạnh này, nó nhẹ hơn, nó xuống nhiệt độ rất là từ từ và nó ổn định. Đó, hai bên này nó sẽ bị nhiễu nước xuống, thì cái khay này nó có cái tác dụng á là nó sẽ đựng nước ở trong này, không có lên láng ở đây. Mọi người thường bị ám ảnh bởi cái vụ độ ẩm luôn á, thì cái này nó có chức năng là nó cung cấp cái độ ẩm cho cái buồng này. Bên này là hai cái bảng nhiệt độ để chúng ta có thể điều chỉnh cái nhiệt độ chúng ta mong muốn. Ok. Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, trong cái video lần này thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là giống như là bữa giờ mình cũng có chia sẻ. Thì mình có đặt người ta làm một cái tủ mát để mà nuôi các bạn kiến ha. Thì hôm nay là cái tủ mát nó có rồi. Tuy nhiên thì đây chỉ là cái phiên bản thử nghiệm thôi. Mình đặt cái tủ nó bự hơn đây gấp nhiều lần. Còn cái này chỉ là một cái phiên bản để thử nghiệm, để test xem cái vận hành nó có trơn tru, nó có hiệu quả không, nó có đạt đúng cái yêu cầu mình mong muốn hay không. Thì mình nói cái yêu cầu đó với lại cái bên thi công này á, thì mình yêu cầu họ là làm cho mình một cái tủ mà nó có thể đưa cái nhiệt độ nó rơi vào cái tầm khoảng từ 23 cho tới 26 độ để mình có thể chăm sóc cái tụi rất là nhiều dòng kiến ha. Nhưng mà cụ thể nhất là cái tụi mà Singularis nó sẽ thoải mái ở trong cái nhiệt độ đó. Còn nóng quá, lúc này là thời tiết bắt đầu nóng lên rất là nhiều, mà trong tương lai sắp tới là nó sẽ còn nóng nữa. Cho nên là mình cũng chuẩn bị cho một cái nơi ở, một cái môi trường sống tốt nhất cho cái tụi kiến ở nhà. Thì đây giới thiệu với các bạn, đây là một cái tủ làm mát. Thì mình sẽ giới thiệu về tổng quan trước ha, mà mình đặt. Thì đây chỉ là cái phiên bản thử nghiệm thôi nha, mình test để test cái hệ thống làm lạnh. Thì thứ nhất á, là cái tủ này được tận dụng lại từ cái tủ ấp gà, chứ không phải là xây dựng cái khung hình mới nữa. Mà cái tủ này nguyên thủy của nó là cái tủ ấp trứng gà, thì mình mới gỡ ra và mình điều chỉnh lại ha. Thì cái tủ này nó được làm lạnh bằng cái bộ bán làm lạnh bên này. Mọi người có thể coi đằng sau, đây là hai cái bộ bán làm lạnh ha. Thì cái nguyên tắc hoạt động của nó thì đây là cái bộ tản nhiệt, còn đây là bộ làm lạnh nè. Đối với cái máy này mình sử dụng hai bộ. Thì ở đây là nó sẽ làm lạnh, xong rồi nó sẽ có một cái ống đồng, nó dẫn cái hơi lạnh xuống dưới. Ở trong đó nó có một cái miếng nhôm, thì nó sẽ làm lạnh cái miếng nhôm nó lên. Và miếng nhôm đó là nếu mà lạnh nó đóng băng được luôn á. Thì ở trong đó nó sẽ có một cây quạt, nó thổi cái hơi lạnh nó đi tuần hoàn ở trong cái buồng này ha. Thì cái đây là cái kết cấu đằng sau, mình giấu đằng sau ở đây. Thì đây nó tản nhiệt, nó thổi nhiệt cho cái bộ làm lạnh này. Cho nên là cái bộ này khi mà chúng ta bố trí trong nhà, chúng ta phải để hở tường chút xíu. Thì nó giống như mình bố trí tủ lạnh, tủ đông rồi trong nhà, phải hở tường chút xíu để cái quạt này nó thổi hơi nóng ra ha. Rồi chúng ta qua mặt trước đi. Đây là cái không gian của cái mặt trước. Thì do mình tận dụng cái dàn khung này là của cái tủ máy lạnh, cho nên là cái kích thước nó có giới hạn ha. Thì mình tạm ngăn ra làm hai ngăn. Ngăn trên mình để những cái tăng nhỏ nhỏ, ở dưới mình để cái tăng bự. Trong này thì cái này là cái phích cắm nó sẽ kim đằng trước đây. Ghim trước đây ghim. Thì cái này cũng là từ cái tủ ấp gà luôn, cho nên là mình tận dụng mình để vậy luôn. Chứ khi mà cái phiên bản hoàn thiện á, mình thiết kế cái tủ lớn á, thì tất nhiên cái dây điện này sẽ giấu đằng sau rồi, chứ nó không có để đây. Đó. Để coi tiếp theo đây các bạn. Ở trong này á, thì mình
mình giới thiệu về cái bộ làm lạnh ha. Đây là hai cái bộ làm lạnh. Ở đây có cái đèn led để mình thấy lấy sáng. Đó thì các bạn thấy cái miếng nhôm đó là miếng này nè, nó có cái ống đồng nó dẫn xuống, nó sẽ làm cho cái miếng nhôm này nè, chỗ quẹt mực xanh nè, nó sẽ lạnh lên và có thể nó sẽ đóng băng luôn, nó đóng tuyết trên này luôn á. Còn cái cây quạt này là cây quạt nó sẽ thổi cái hơi lạnh nè, từ trên này nè, nó thổi nó đi, nó đi nó luồn trong cái không khí ở trong này để giúp làm mát hơn. Đó, thì cái nguyên tắc hoạt động nó rất là đơn giản. Lý do tại sao mà phải nghiên cứu cái hệ thống làm lạnh, chọn cái phương án nào, đó là lúc đầu á thì mình chọn làm cái block máy lạnh. Thì cái những cái bộ này là được sử dụng trong cái tủ lạnh mini ha. Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái block làm lạnh á thì cái nhiệt độ nó sẽ xuống rất là thấp, nó quá lạnh luôn, nó xuống 10 độ, thậm chí là hơn nữa, thậm chí là xuống độ âm luôn á. Và nó cái nhiệt độ nó biến thiên quá nhanh đi các bạn, thì mình sợ làm sốc các bạn kiến, có nghĩa là nó làm lạnh cấp kỳ luôn, trong vòng tích tắc là nó lạnh lên nó buốt luôn á. Thì mình sợ như vậy nó không phù hợp, cho nên là mình quyết định sử dụng cái bộ làm lạnh này, nó nhẹ hơn, nó xuống nhiệt độ rất là từ từ và nó ổn định, cái độ biến thiên của nó là nó không có quá cao, thì các bạn kiến nó sẽ không bị sốc ha. Thì cái bộ làm lạnh nó đơn giản, một cái tủ cái kích thước như thế này thì cái này nó coi như lọt lòng trong đây là nó cỡ 8 mấy, gần 90 các bạn. Bề ngang này thì được khoảng 55, cao này là 8 mấy 90 á. Thì mình sử dụng hai bộ lốc đó. Cái miếng gỗ này thì mình tận dụng miếng gỗ nhà mình gá lên thôi, để mình để cho nó cứng cáp thôi. Đây là hai cái đầu dò nè, hai cái đầu dò nhiệt độ. Cái này là đầu dò nhiệt độ của tầng trên đó. Cái này là đầu dò nhiệt độ của tầng dưới, hai tầng ha. Cái này là cái lớp cách nhiệt nè, cái này là lớp cách nhiệt. Cái thành này thì làm được làm từ những cái tấm phim, và chính giữa bên trong này là có nhét cái mút để mà cách nhiệt, thử nhiệt ra. Cái khay nước trong này á, cái khay này nó có hai tác dụng của nó. Tác dụng đầu tiên mà liền luôn á là khi mà cái hệ thống làm lạnh này nè nó lạnh lên, nó đóng tuyết, thì có cái quạt này á nó sẽ thổi cái hơi lạnh đi cho nguyên cái buồng này. Thì đồng thời là cái chỗ này nó cũng sẽ bị nhiễu nước đó, hai bên này nó sẽ bị nhiễu nước xuống. Thì cái khay này nó có cái tác dụng á là nó sẽ coi như là đựng nước ở trong này, không có lên láng ở đây. Thì cái thiết kế này gọi là đang tận dụng thôi các bạn, tận dụng từ cái khung này thôi, cho nên là cái hai cục này nó cũng không có giấu đi và cũng không có thiết kế cái đường thoát nước cho nó ngon lành. Nhưng mà cái chén nước chỗ này nó cũng có cái chức năng của nó ha. Thì khi nó hứng nước ở đây á, là nó sạch sẽ, không bị tràn lan, đồng thời nó cũng sẽ cung cấp cái độ ẩm cho cái buồng nuôi này đó. Thì các bạn biết là tụi kiến thì nó rất là thích ẩm ha, một số dòng rất là thích ẩm. Và mọi người giống như là anh em mà chuyên kiến chia sẻ là mọi người thường bị ám ảnh bởi cái vụ độ ẩm luôn á. Thì cái này nó có chức năng là nó cung cấp cái độ ẩm cho cái buồng này thì cũng khá là ok. Nhưng mà cái phiên bản mà nó hoàn thiện mà chính thức á, có nghĩa là mình đang test thử cái bộ làm lạnh này, thì anh em mà sản xuất ra đó thì đã test rồi. Thì bây giờ mình sẽ test thực tế đâu đó khoảng chừng tuần lễ 10 ngày, nếu mà cái bộ làm lạnh này mình thấy ok á, là mình sẽ triển khai làm một cái tủ lớn luôn đó. Và nó sẽ thêm nhiều con sò lạnh nữa. Đây là những cái con sò lạnh đó. Ở trên này đằng sau nè đó, nó là nó gọi chung là con sò lạnh. Cái này là làm theo làm lạnh bằng con sò lạnh ha. Thì nếu với cái tủ lớn hơn thì chúng ta sẽ sử dụng nhiều cái bộ bán làm lạnh này, nhiều con sò hơn, tùy theo cái kích thước của tủ. Ở trên đây được thiết kế thêm một cái rơ le này, đóng cửa mở cửa thì nó sẽ lên đèn, tự mở cửa ra tự nó sẽ lên đèn luôn. Còn cái công tắc này là để đèn chủ động. Bên này là hai cái bảng nhiệt độ để chúng ta có thể điều chỉnh cái nhiệt độ chúng ta mong muốn, rồi khi nào mà nó sẽ nhảy rờ le, rồi lạnh tới bao nhiêu á thì nó sẽ đóng rờ le, nóng bao nhiêu thì nó sẽ mở rờ le. Đồng thời trên này nó cũng sẽ đo cái nhiệt độ bên ngoài của mình đó, cộng với cái nhiệt độ thực tế trong này. Rồi còn gì chia sẻ nữa không? Kiến này thì bằng mica ha, nói chung cái kiến này không có gì để nói. Cái này nó sử dụng theo cái tủ cũ của gà rồi. Ok, bây giờ mình quên, để mình
Nói chung cái chi phí làm thử cái tủ này á thì nó rơi đâu đó khoảng 3 triệu. 3 triệu là tính cũng chưa có không 3 triệu chắc được á. Thì mình nói chung cái con sò lạnh này nè, một bộ của nó bao gồm quạt tản nhiệt rồi con sò lạnh ABCD nó đâu đó khoảng tầm 1 triệu. Thì một cái tủ này xài hai cái là 2 triệu. Cộng với lại ba cái đèn LED nè, rồi ba cái tấm cách nhiệt nè. Linh ta linh tinh rồi này nọ thì nó tầm khoảng 1 triệu. Cái khung sườn này nè, khung thùng này đâu đó khoảng 1 triệu nữa thì nó khoảng khoảng 3 triệu đi. Tầm 3 triệu. Cái tủ mà mình đặt, dự tính mình đặt chính thức á, nó dài tới 2 mét lận các bạn. Thì dự tính đâu đó xài chắc cũng phải 4-5 con sò lạnh. Thì chi phí nó sẽ cao hơn. Bây giờ mình sẽ ghim điện cho anh em coi nha. Giờ ghim điện đâu đây? Lát nữa là tụi nó sẽ có nhà mới cho nó vô. À bên này nó còn có một cái quạt nữa. Cái chỗ quạt này là không phải là quạt để tản nhiệt ha các bạn. Cái quạt này là để hút không khí, cung cấp cái không khí cho cái buồng ở trong này. Hút không khí từ ngoài vô ha. Im hai cái đèn. Ok. Im đèn vô là sử dụng thôi. Đây là cái công tắc đèn chủ động. Công tắc đèn chủ động có thể bật tắt. Cái này ví dụ như mình không muốn mở cửa ra, mình mở cửa ra mình sợ là mất cái hơi lạnh mà mình muốn nhìn sơ sơ thôi, coi có thiếu sót cái gì không, có gì cần phải điều chỉnh không, thì mình sử dụng con đèn này khỏi cần bật ra, bật tắt. Còn cái nếu mà khi chúng ta để chế độ tắt này á, tắt chủ động này, chúng ta mở cửa ra là tự động đèn nó sáng. Đó, cái relay nằm ngay đây, đóng lại nè, relay nằm ngay đây, đóng lại thì nó sẽ tắt đi. Cái này quá đơn giản ha, nhưng mà nó nhìn nó cũng xịn xịn chút xíu. Còn đây là cái nhiệt độ. Cái nhiệt độ là cái nhiệt độ ngoài trời nè. Nhiệt độ mà nó đang đo được nè. Trong cái lồng này chứ không phải ngoài trời. Ý là trong cái lồng này, nhưng mà cái lồng này giờ máy nó chưa có chạy thì nó máy nó đang chạy đó. Mình ghim điện vô là máy nó đang chạy rồi đó, nhưng mà nó mới chạy thôi. Nó chưa có nè, giờ vô đây nó cũng mát mát rồi. Làm sao truyền cái cảm giác mát này qua cái này nè. Này, đút tay vô là nó gió mát nè. Đúng không? À, thì từ từ nó xuống. Đó, mọi người sẽ thấy là hồi nãy so với hồi nãy là nó xuống rồi, nãy 3 mấy độ á, giờ còn 32 độ mấy à. Đó, xuống nữa nè. Nãy 32 độ 1 giờ xuống còn 32 độ 0. Thì cái này, cái đồng hồ này là của cái đầu dò trên. Cái đầu dò trên. Cái đồng hồ bên này là của cái đầu dò dưới. Ha. Rồi, rất là đơn giản là vậy thôi. Rất tiếc là cái mình sử dụng cái lồng thử này nó hơi nhỏ, mình không có bỏ vừa hai cái ổ mà Singularis với lại CN băng của mình vô. Cho nên là bây giờ mình sẽ chọn một trong hai thôi. Mình chắc mình sẽ bỏ cái tụi Singularis vô. Rồi mình test thử nè các bạn thấy không? Giờ xuống còn có 39, 31 độ 9 nè. Nó xuống từ từ. Đó, máy nó đang chạy trong đó, nó sẽ xuống từ từ ha. Bỏ bia được không? Bỏ bia hả? Bỏ bia được nha. Này bỏ bia uống thì chưa đã, nhưng mà này uống rượu vang được. Uống rượu vang là vừa đủ mát. Nhìn nó cũng rất gì giờ này nọ đúng không? Nhưng mà nó nhỏ quá các bạn. Kế hoạch của mình là nó cái tủ nó tới 2 mét lần. Mà sau khi cái tủ 2 mét đó, nếu mà nó cũng chật luôn rồi đó, thì có thể là cả một căn phòng luôn. Hoặc là trong một cái căn phòng sẽ có nhiều cái tủ. À, nếu vậy chắc mình làm một cái căn phòng nhưng mà mình làm nhiều tủ nó sẽ tiết kiệm điện hơn ha. À, nói về cái chi phí điện của con này. Chi phí điện của con này á, thì mỗi một con sò lạnh á, nó sẽ bằng hai cái bóng đèn 1m2. Nhưng mà đèn LED nha anh em. Mỗi con sò lạnh thì nó tốn tiền, nó công suất điện của nó bằng hai cái bóng đèn 1m2 mà LED thì nó rơi vô đó khoảng 18W. Một con là 36W, hai con là 72W. Thì mình tính đâu đó một tháng nếu mà mở 24/24 luôn á thì tiền điện nó rơi vào khoảng 80-90% gì đó, nói chung cỡ 100.000. Đó, 100.000 tiền điện mở 24/24. Thì như vậy nó mới tiết kiệm điện được.
Còn ví dụ như trừ khi các bạn để trong phòng các bạn, mà trong phòng của các bạn thì cũng đâu có mở, trong phòng của các bạn các bạn mở máy lạnh luôn thì nó tất nhiên là nó sẽ mát nhiều rồi, chủ động được nữa, nhưng mà nó sẽ rất là tốn điện. Và chúng ta không thể nào chúng ta mở điện phòng chúng ta mà 24/24 được, nó gọi là nó phung phí lắm. Cái đó là nó không ok. Rồi máy lạnh nó cũng sẽ mau hư nữa. Cho nên là cái giải pháp này là mình tìm kiếm một cái giải pháp nào mà mang đến cho các bạn kiến á, có một cái môi trường sống nó lý tưởng nhất, thoải mái nhất, ít bị stress nhất, nhưng đồng thời nó cũng không có gây lãng phí, nó phải tiết kiệm thì mình mới dài lâu với nó được. Chứ giờ là nuôi tổ kiến mà mỗi tháng đóng triệu mấy, 2 triệu hoặc là hơn nữa tiền điện là nghe nó quải, nghe nó nặng quá. Riêng cái tủ này thì một tháng tốn khoảng 100 ngàn thôi, không tới 100 ngàn nữa, 80-90 gì đó thì cũng rất là ok. Cách sử dụng thì rất là dễ. Rồi ok mọi người, trong cái video này thì mình giới thiệu với các bạn một cái tủ này, thì hy vọng là nếu mà mình nó hoạt động hiệu quả rồi mình cũng theo dõi, thì anh em nào mà nuôi kiến mà nhà nóng quá rồi muốn làm một cái nữa thì có gì chúng ta sẽ mình sẽ giới thiệu cho các bạn làm theo ha, để cho nó sống cho nó hiệu quả. Ok mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Mình tiếp theo đây á, bây giờ mình sẽ bố trí nó vô cái vị trí của nó cần nằm, sau đó mình sẽ đưa những cái tổ kiến của mình qua, rồi mình sẽ thao tác cái cách mà chỉnh nhiệt để cho các bạn cùng xem luôn nha. Ok mọi người, bye bye.